Im để phòng khảo sát đã, đừng chưa cần lấy vội đâu, vẫn cứ để mà để phòng khảo sát lên lên tầng lên kia để khảo sát đã. Bên cạnh quán chè chờ sửa máy là ra ăn ăn chè đây, quán chè bên cạnh đây. Bên mạng thì họ gọi, họ bảo là phải sáng mai mới nối được. Vâng. Không thì bọn không, để em lại qua còn tầm gì đâu mà không. Nói chung là mình cắm dây mạng hết rồi, xong rồi nó chỉ cần dán là xong mà. Như mà đấy là để thiết kế cái chỗ để mo đen luôn. Thế uống chè đi. Quỳnh Anh uống chè không? Em không, em không có uống chè đâu. Thôi kệ đi. Không ai cười là một cái. Vâng. Chứ nào mà nó quan sát được cửa này tròn hay vuông. Vâng. Ở bên này anh hay để xe bên này đúng không? Bên này những để xe thì không cần, không cần trong xe. Vâng. Quan trọng là không xe máy, còn người đếm người đi vào này thôi. Ví dụ như kể cả ngay đây được, không lắp cái tròn nữa. Vâng. Những cái hệ thống này là chắc là để lại đúng không anh? Anh vâng. Cái chữ đúng, chữ thôi. Tới lại không mua được 10 vàng. Vâng, đây. Vâng. Đây là một khu để chúng ta cao một chiếc anh bọc chuyên này, chuyên sửa chữa công nghệ cao, cho cái vâng. Hình ảnh mấy cái đèn kính lên mình bọc vào đấy là xong rồi. Vâng. Thế thì cho ở trong góc này vẩy ra. Đẹp hơn. Vâng. Nghĩa là sao nó nhìn hết khu này của anh. Vâng. Một con ở ngoài. Cái buồng trong kia, bếp kia chắc là thôi đúng không anh? Thôi, chỉ lắp từ đây chiếu ra thôi. Hoặc là từ ngoài vào trong ấy, cho đỡ ngược sáng. Cái chủ kính ở bên nào? Chủ kính thì anh xếp... Chắc là hai cái này bên được. Một cái ngang đây này. Một cái ngang đây này. Hai cái đây là ba. Vâng. Đấy, xếp kiểu hình cua cua này. Đây có một cái bàn để cho người ta ngồi trải nghiệm này. Đây kiểu dãy dế người ta ngồi. Vâng. Tủ vào tu anh đưa lên trên này đấy chứ. À, vâng. Còn có một bàn kế toán không anh? Hay là thôi? Không cần kế toán. Ở đây nó có, ở trong này nó có cái hệ thống sửa đây. Nhận sửa đâu. Nhận sửa đâu, chứ còn sửa kỹ thuật thì anh cũng không làm ở đây. Anh chỉ làm thay thế với cả thay chân sạc thứ thôi. Vâng. Thế tầng là anh làm sửa kỹ thuật? Ở không. Đây, như thế nào? Đang lắp vô chưa à? Vừa nó vào chồng, cháu gửi cho quá kia quá. Ngồi cửa ấy. Có đang gửi bên kia. Mở cửa cho tao. Đây là nhà tắm tầng trên. Thôi là tắm. Sân hút thuốc nào của anh kia? Đằng sau kia gì ạ? Sân hút thuốc nào? Tôi phải làm, tôi phải khác kích lại. Đang quay sắp được tháo mẹ, phải làm được tra lại. Trên này không lắp. Trên này không lắp. Không, trên này trẻ con nó làm ở, cho nó làm cái thích ra. À kiểu, trên này chỉ để riêng tư thôi không anh? Riêng tư thôi. Vâng, vâng. Thì lắp một cái cầu thang là nhưng mà mình lên thì mình lắp làm gì? Vâng. Đây là cái điện thoại. Vâng. Vâng. Có nghe đấy. Em có nghe không? Nào dễ, con này mình dễ, à, con này có nhất mình, con đông. Nó đi. Nào đi, quay đi, xuống đây là đi mà. Kéo đi, xuống đây là đi, đúng nào, đi, xuống đây là đi, mà. Chú nhạc, chú. Thank you.
Không để nữa thôi, cứ không lấy cái này nữa. Hai anh em có biết, đi ra xuống thang cũng chỉ. Tức này đúng không? Ta nói nhưng mà không được, thì được kích mà. Không được. Rồi, anh có tay thần không? Bắn lên thần này đi. Bây giờ có thấy cái tấm. Bây giờ thấy là một nào, hai rồi. Anh cũng cho cái này đi. Không phải là con xanh. Con này con xanh nên thay đổi. Con này con xanh. Con có phải là phải là lấy cho anh ăn. Thank you.
anh ngồi ăn cái chè rồi đúng rồi không phải rồi chỉ xuống luôn cái anh còn sơn căng không anh làm gì chưa được hả sao chưa kịp được làm xấu này thôi cái gì không? 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 Mang trong phòng có gì không? A few moments later. A few moments later. Lấy gì? Thẻ nhớ. Thẻ nhớ đây. Của gì kia? Chỉnh chọn ít cho nhá. Thẻ kinh cơn hết. Anh ấy cài online đúng không? Anh đang ở quê. Đã về quê rồi. Quên chưa nắp rồi đấy.
không mang thước kẹp vào đây để đánh dấu. Ghế này. Ông ý hỏi ông ý là xem chung một tài khoản chính nó hay là lập thêm một cái riêng nhé. Để đi trong điện đi. Để bảo hiện luôn cho bạn anh lại. Ông ý để có cái nối luôn. Để nó để model, mình không để mà mình cắt luôn. Nước à? Thấm à? Làm 3 sáng rồi. Ba con cam wifi cắm lan. Ở đây là quán điện thoại ấy, các bạn đã sáng hết rồi, 1, 2, 3. Nháy à? Ở đây là quán điện thoại nên bọn mình chạy hết dây LAN, lắp 3 con wifi rất là cầu kỳ. Chạy hết dây LAN rồi ống gen ở trên trần như các bạn nhìn thấy đấy. Bởi vì một là ở đây là khu Hà Nội, nó thấp ẩm rồi chuột bọ các thứ nó nhiều. Nên mình phải chạy ống gen với cả đi hết dây LAN ở quán điện thoại, họ rất hay đổi mật khẩu wifi các bạn nhé. Khi mà đổi mật khẩu wifi xong là sẽ mất hết cam. Vừa mất tiện cho khách thì mất tiện cho thợ. Thợ phải đến nên bọn mình đấy, đây là tất cả dây LAN ra cường kèm nguồn hết. Đấy, thì bây giờ xong rồi mình kết nối online cho khách. Khách thì chủ đang không có đây. Giao giấy kết nối online cho khách. Đi ra rửa cái tay. Gọi cho chủ. Mà FPT ở đây là mình cũng liên kết ở bên FPT lắp cho anh ấy luôn. Ở đây ngày trước là Viettel. Mình lên ấy gọi là lối hộ khách cho nó tiện đấy. Thế mà FPT vẫn chưa giở mình kịp. Hồi đấy bọn mình lên là vẫn chưa lắp được. Mã QR ở trong máy vợ đúng không? Vừa gọi Zalo đúng không? Đây, cầm lấy điện thoại để chỉnh góc này. Cầm lấy điện thoại.
ra cầm máy cho chồng cái nào, để chồng chỉ góc cái này. Mèo méo rồi đó gì nhỉ? Đi vào đây. Nhìn sát trần, bởi vì cái trần này nó thấp, nó rất là thấp. Cam mà đứng ghế này là sờ tới tay. Hai con đều hất vào vị trí này. À, ý là anh muốn nhìn mặt khách mà. Đây đúng không? Đây vợ đứng ra đây. Ví dụ khách đứng. Nhìn rõ mà. Con nữa đi. Con ngoài cửa đi. Nó con ngoài cửa. Bịt mẹ, cái app này thông báo nhiều quá. Nói đi. G. Rồi. 598. Rồi. 090. Rồi. 03. Rồi. Mã A M B A B Y dài rồi G Q đỏ lừ, nó đang dính sơn. Cái thông báo này rất cống. Để chồng ấy cho, chồng chỉnh cho. Chưa chỉnh góc luôn, đã được như này. Em vợ cầm lên để chồng chỉnh. Nó hết chỉnh về quá nhiều. Đâu, đâu. A few moments later. Con này cứ hay cái con này cảm giác là cảnh nó hẹp nhưng nó gần, nó xoay xoay gì.
Nhìn sát trần bởi vì cái trần này nó thấp, nó rất là thấp. Cam mà đứng ghế này là sờ thấy tay này. Thank you.